Xin chào các khán giả của kênh Bình Luận Viên Tạ Biên Cường Plus. Sau khi Premier League 2022-2023 chính thức khép lại, hầu hết các cầu thủ cùng tập thể đội bóng đều đã nghỉ ngơi sau một mùa giải đầy nỗ lực và cố gắng. Tuy nhiên, với riêng Manchester City, họ vẫn phải dành sự tập trung tuyệt đối cho hai trận chung kết UEFA Champions League và FA Cup rất quan trọng ở phía trước. Mặc dù đội hình của nửa xanh thành Manchester được đánh giá rất có chất lượng và chiều sâu, nhưng việc dưỡng quân trong giai đoạn này là điều thật sự cần thiết. Tại ETH, người hâm mộ đã nhắc quá nhiều về sự hào hoa của chân truyền số 1 ngoại hạng Anh Kevin De Bruyne, cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu Erling Haaland, hay phát kiến mới nhất của Pep Guardiola đẩy John Stones lên đá tiền vệ phòng ngự mà quên mất rằng có một người cực kỳ mẫn cảm với chấn thương. Nếu như thiếu vắng chàng chiến binh thầm lặng này thì tuyến giữa của Manchester City gần như chẳng thể nào phát huy tối đa hiệu quả. Cầu thủ mà Biên Cương muốn nhắc tới ở đây chính là người đội trưởng mang áo số 8 của nửa xanh thành Manchester, Ilkay Gundogan. Ngày 2 tháng 6 năm 2016, Manchester City chính thức ra thông báo về việc họ chiêu mộ thành công tiền vệ Ilkay Gundogan từ Borussia Dortmund với giá 20 triệu bảng. Đây cũng chính là bản hợp đồng đầu tiên dưới triều đại của Pep Guardiola ở nửa xanh thành Manchester. Hầu hết mọi người đều không quá ngạc nhiên về chàng tân binh người Đức khi đó. Bởi vì ở thời điểm còn dẫn dắt Bayern Munich, chiến lược gia người Tây Ban Nha từng 5 lần 7 lượt muốn đưa Ilkay Gundogan về sân Allianz Arena để tái hợp với hai người đồng đội cũ là Mario Götze và Mats Hummels, nhưng đều bất thành. Tiền vệ sinh năm 1990 kể từ khi mới cập bến sân ETH đã được mặc định là hạt nhân trong kế hoạch xây dựng lối chơi của Pep Guardiola. Đến mùa hè năm 2022, các cầu thủ Man City đã nhất trí bầu Gundogan làm đội trưởng mới của câu lạc bộ sau khi Fernandinho rời đi và hồi hương để trở về thi đấu cho đội bóng thời niên thiếu Atletico Paranaense. Đến nay, trải qua 7 năm chinh chiến dưới màu áo xanh của thành Manchester, Ilkay Gundogan đã thi đấu 302 trận, ghi 58 bàn, có được 40 pha kiến tạo và cùng với Kevin De Bruyne trở thành những cầu thủ không thể thiếu trong tất cả mọi trận đấu của Manchester City từ đó cho đến nay. Khi còn là một cầu thủ, ông trời không phú cho Pep Guardiola thân hình vạm vỡ hay một thể chất phi phàm mà cho cựu tiền vệ này những khả năng đặc biệt. Đó là một bộ óc nảy số cực nhanh và liên tục, không ngừng tư duy cùng vốn hiểu biết và nhận thức cao thâm về bóng đá. Những thứ đó biến Pep thành thiên tài, mặc dù kỹ thuật của Pep từng bị chế giễu là như thằng nhà quê so với nhiều đồng đội lừng danh khác. Song Pep có thể tung ra những đòn tấn công ác hiểm nhất trái đất với những đường truyền chính xác như được laser dẫn đường, lại cực kỳ giỏi trong việc tranh chấp bóng, sở hữu bóng. Đây chính là cách mà Pep đã tạo ra những tiền vệ tài hoa mang đậm tính Pep thời còn trẻ, nhưng luôn là phiên bản nâng cấp của ông thầy người Tây Ban Nha, bao gồm Iniesta, Joshua Kimmich và mới đây nhất chính là Ilkay Gundogan. Những cầu thủ này không hẳn do Pep một tay nhào nặn ra, nhưng từ khi được chơi bóng dưới sự chỉ đạo của thuyền trưởng sinh năm 1971, phong cách của họ được nâng lên một tầm cao mới. Bởi vậy mới có câu, danh sư xuất cao đồ, thầy giỏi chắc chắn có trò hay. Giống như ông thầy vĩ đại của mình, Gundogan có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào ở hàng tiền vệ, trừ dạt sang bên phía cánh phải. Nói vậy đồng nghĩa với việc dù không có được tốc độ tốt, nhưng cả Pep lẫn Gundogan đều chơi ở vị trí tấn công cánh trái. Nhìn theo một cách tổng quan, Pep thời còn thi đấu là mẫu cầu thủ đa năng hơn Gundogan, nhưng ưa thích vị trí phòng ngự. Bằng chứng là Pep đã chơi rất tốt khi được huấn luyện viên xếp đá trung vệ hoặc hậu vệ quét, hay còn được gọi là trung vệ thòng. Trong sự nghiệp, Pep chỉ duy nhất một lần được thi đấu với vai trò hậu công, đó là trận đấu chẳng quá quan trọng với Barcelona tại Cúp Nhà Vua, khi chỉ phải đối đầu với đội bóng vô danh Atletico de Quetta. Nhưng từ khi trở thành huấn luyện viên và sáng tạo lối chơi tiki-taka huyền ảo, bóng đá của Pep đã thay đổi hoàn toàn sang trường phái tấn công lãng mạn và quyến rũ. Gundogan được Pep nâng cấp trở thành cầu thủ cực kỳ đa năng, nhưng sở trường chính là tấn công. Trong mùa giải năm nay, ngoài phát kiến đưa John Stones lên đá ở vị trí mỏ neo, thì chiến lược gia người Tây Ban Nha còn đẩy Gundogan thi đấu cực kỳ tốt với vai trò hậu công. Điển hình nhất chính là hai trận hủy diệt Bayern Munich và Real Madrid ở UEFA Champions League, cùng với đó là chiến thắng đậm 4-1 trước Liverpool và 3-1 trước Arsenal. Hai trận đấu bùng nổ nhất mùa này chính là hai trận đấu then chốt với Leeds United và Everton, để Manchester City tiếp tục giữ vững ngai vàng ngoại hạng Anh ở lại với sân ETH. Trong trận đấu ở vòng 35, Gundogan thay thế Rodri ở vị trí thấp nhất trong bộ ba tiền vệ, cho phép tuyển thủ người Đức thi đấu thoải mái hơn. Nhờ khả năng đọc trận đấu, cầu thủ người Đức đã nhập vai một cách hoàn hảo, trong khi vẫn sử dụng bản năng tấn công để ghi bàn. Và chính Gundogan là người đã kết liễu Leeds của Sam Allardyce với hai bàn thắng cực kỳ tinh quái. Tại Goodison Park, 12 ngày sau đó, Gundogan đảm nhận vai trò cao cấp hơn, với phạm vi lớn hơn và giữ nhịp độ tấn công.
Bất chấp việc Idris Gueye và James Garner đã cố gắng hết sức để hạn chế khoảng trống của các tiền vệ bên phía Manchester City, nhưng Gundogan vẫn thoải mái sáng tạo. Việc có một tiền vệ mạnh mẽ như Rodri đã giúp Gundogan giảm bớt nỗi lo phản công khi mất bóng, dù điều này ít khi xảy ra. De Bruyne nghỉ ngơi sau 90 phút mệt mỏi và tiêu hao năng lượng trước Real Madrid. Gundogan là người thay thế vì Pep hiểu rằng Man City không thể hoạt động nếu thiếu một trong hai. Rồi hai trong số 3 bàn thua khiến thủ thành Pickford phải vào lưới nhận bóng khi nó đều thuộc về Gundogan. Một cú móc bóng tinh tế, một pha đá phạt chẳng chê vào đâu được. Gundogan đã gặp trên dưới 20 chấn thương trong sự nghiệp 15 năm thi đấu chuyên nghiệp của mình, nhưng đã chơi hơn 100 trận trong hai mùa giải vừa qua. Đặc biệt trong mùa giải này, tiền vệ người Đức đã có tới 58 lần ra sân cho câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Ở độ tuổi 33, thể lực của Gundogan vẫn không hề suy giảm mà đôi khi còn sung mãn hơn rất nhiều khi cậu chẳng hề gặp bất kỳ một chấn thương nào để phải bỏ lỡ các trận đấu. Những lần thủ quân của Man Xanh không có tên trong đội xuất phát chỉ vì Pep muốn giữ sức cho cậu học trò cưng mà thôi. Tuổi tác không phải vấn đề lúc này với Gundogan hay Manchester City, nhưng việc hợp đồng sẽ đáo hạn vào hè này vẫn chưa có động thái gia hạn. Khả năng cao đôi bên sẽ chia tay sau 7 năm gắn bó. Pep Guardiola đã nói rõ với ban lãnh đạo Manchester City rằng ông muốn giữ Gundogan ở lại Etihad không chỉ vì những gì cầu thủ này đã mang lại trên sân mà còn cả bên ngoài sân cỏ nữa. Gundogan là người thủ lĩnh có tính cách trầm lặng và rất được kính trọng trong đội. Khúc mắc lớn nhất nằm ở chỗ vào cuối tháng 3 vừa qua, hàng loạt tờ báo uy tín tại Anh đều chia sẻ rằng Sarah Aou, vợ của Ilkay Gundogan, được cho là đã chán ngấy cuộc sống ở xứ sở sương mù và muốn chồng tìm bến đỗ mới. Đến giữa tháng 4, theo ghi nhận của tờ Mundo Deportivo, ông Ihan, người đại diện và cũng là chú ruột của Gundogan, đã có mặt tại sân Ciutat Esportivan Juan Gamper của gã khổng lồ xứ Catalonia để gặp giám đốc của Barcelona Mateo Alemany. Nội dung của cuộc gặp gỡ bí mật này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng theo kênh truyền hình El Chiringuito, nhà vô địch La Liga 2022-2023 đang cố gắng chiêu mộ Ilkay Gundogan theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuyến giữa chính là nơi Barca rõ ràng phải gia cố sau khi đội trưởng Sergio Busquets tuyên bố chia tay đội bóng, thậm chí sắp tới cũng có thể sẽ là Frank Kessié. Phía Manchester City chỉ sẵn sàng phương án ký theo dạng hợp đồng luân phiên cho phép gia hạn với đội trưởng của mình một lần nữa theo các điều khoản của họ. Tuy nhiên, cầu thủ người Đức được cho là muốn có một hợp đồng cứng 3 năm. Mới nhất theo tờ The Times, người thầy cũ Mikel Arteta sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng của Gundogan miễn là cầu thủ này cập bến Emirates. Arsenal cũng rất cần bổ sung thêm một tiền vệ đẳng cấp với việc họ trở lại đấu trường Champions League sau nhiều năm vắng bóng và sau khi chia tay với đội phó Granit Xhaka. Khép lại hành trình tại Etihad với cú ăn ba lịch sử sẽ là kết thúc viên mãn với Ilkay Gundogan. Pep và các cổ động viên thật sự vẫn chưa muốn người đội trưởng của mình rời đi. Chưa bao giờ Manchester City bất lực đến vậy trong việc giữ chân trụ cột, nhưng có lẽ lần này chính là trường hợp ngoại lệ đầu tiên chăng. Nhưng để cuộc chia tay êm đẹp, mọi thứ sẽ phải êm đẹp và thật đẹp trong trận chung kết FA Cup và đặc biệt là UEFA Champions League. Cảm ơn quý vị đồng hành với Ilkay Gundogan và câu chuyện của anh ngày hôm nay. Hãy đưa ra những chia sẻ của quý vị về chàng tiền vệ này trong phần bình luận. Ủng hộ video bằng những lượt like và chia sẻ quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.